Thế giới 24 giờ qua. CDC Mỹ tiết lộ đáng sợ về biến thể Delta. Dễ lây lan như bệnh thủy đậu, gây bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng vaccine ngăn chặn 90% nguy cơ bệnh nặng. Một tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết biến thể Delta có thể gây ra tình trạng bệnh lý nặng hơn với người nhiễm và nó lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu. Theo CNN, tài liệu này được trình bày dưới dạng slide và là dữ liệu chưa được công bố. Nội dung của nó cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể làm lây lan biến thể Delta như những người chưa tiêm phòng. Ngoài ra, nó còn vô cùng dễ lây lan. Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, đã xác nhận tính xác thực của tài liệu này. Tôi nghĩ mọi người cần hiểu rằng chúng tôi không muốn dọa nạt ai. Dịch bệnh thực sự rất nghiêm trọng. Đây là một trong những loại virus dễ lây lan nhất mà chúng ta từng biết. Bệnh sởi, bệnh thủy đậu và biến thể Delta nằm trong số đó. Do khả năng dễ lây lan của virus mà CDC khuyến khích, mọi người nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, bất kể họ đã tiêm phòng hay chưa. Tài liệu này dự kiến được CDC công bố ngày 30 tháng 7 nhằm ủng hộ quyết định gây tranh cãi của bà Walensky về việc thay đổi khuyến cáo dành cho những người đã tiêm phòng đầy đủ. Trước đó, CDC cũng đã đề nghị những người tiêm phòng nên đeo khẩu trang ở trong nhà tại những nơi nguy cơ cao. Tất cả mọi người có mặt trong trường học nên đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, bà Rochelle Walensky cho biết. Thậm chí, người đứng đầu CDC Mỹ còn mô tả các biện pháp mà họ cần để ngăn chặn virus lây lan phải cực đoan. Bản báo cáo mà CDC chuẩn bị công bố được tổng hợp từ dữ liệu ở nhiều nơi một cách rất nghiêm túc. Với tài liệu này, CDC nhấn mạnh rằng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm dễ dàng như bệnh thủy đậu. Theo đó, mỗi người nhiễm sẽ lây cho trung bình 8 hoặc 9 người khác. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều so với chủng virus đầu tiên, vốn được cho là lây lan tương đương với bệnh cảm cúm thông thường. Theo đó, mỗi người bị nhiễm sẽ truyền bệnh cho khoảng 2 người khác. Khả năng lây nhiễm đó được gọi là R0. Khi bạn nghĩ về một loại virus có R0 bằng 8 hoặc 9, thì điều đó rất đáng quan ngại. Không nhiều chủng virus có khả năng lây lan mạnh như vậy, bà Walensky cho biết. Đáng quan ngại hơn, khi những người đã tiêm phòng bị nhiễm bệnh, số lượng virus trong cơ thể họ cũng tương đương với những người chưa tiêm phòng. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng làm lây bệnh sang người khác, chẳng khác gì những người chưa tiêm phòng. Tuy nhiên, những người đã tiêm phòng an toàn hơn, các tài liệu nghiên cứu cho thấy vaccine giúp ngăn ngừa 90% nguy cơ diễn biến bệnh nặng ở người bị nhiễm. Hiệu quả ngăn chặn lây nhiễm của nó kém hơn và nguy cơ phát tán dịch bệnh tương đương như người chưa tiêm. Do đó, việc tiêm ngừa là cần thiết. Ngoài ra, báo cáo của CDC cũng cho biết biến thể Delta gây ra bệnh tình nặng hơn. Chính vì vậy, CDC cho rằng cuộc chiến đã thay đổi và các khuyến nghị về khẩu trang lại một lần nữa được cân nhắc áp dụng. Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins Mỹ cho thấy có khoảng 61.300 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần trước. Sau khi tiêm chủng trên diện rộng, Mỹ từng giảm số ca mắc xuống còn 11.299 ca vào ngày 22 tháng 6, nhưng số ca lại tăng lên sau đó bởi sự lây lan của biến chủng Delta. Mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ 3, cuộc tranh cãi của nhà giàu trên nỗi đau của nhà nghèo. Trong khi phần lớn thế giới vẫn đang loay hoay tìm nguồn cung cấp vaccine COVID-19, các nhà khoa học và giới chuyên môn ở Mỹ đang bị cuốn vào tranh cãi. Có cần thiết tiêm mũi vaccine thứ 3 hay không? Dễ dàng tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 ở những nước giàu. Ida Thompson đã tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 tại Cape Coral, Florida. Hai mũi tiêm trước đó, Thompson tiêm tại Edinburgh, Scotland, nơi cô sống. Việc che giấu mình đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 giúp những người như Thompson dễ dàng có được mũi tiêm thứ 3. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đang tranh cãi về việc có cần tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 hay không. Tuy nhiên, nhiều người đã đưa ra quyết định của riêng mình, tìm tới các hiệu thuốc địa phương, các tiểu bang hay thậm chí là quốc gia khác giúp nhiều người dễ dàng có được mũi tiêm thứ 3, miễn là hồ sơ tiêm chủng của họ không được lưu trên hệ thống. Nhu cầu với mũi tiêm vaccine thứ 3 xuất hiện khi người ta tin rằng nó có thể giúp chống đỡ tốt hơn với biến thể Delta, vốn được gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn thế giới. Vài ngày trước, CEO của Pfizer cũng đã lên tiếng khuyến nghị tiêm mũi vaccine thứ 3, điều chưa được nhà chức trách Mỹ gật đầu. Bên cạnh đó, Israel tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người lớn tuổi cũng góp phần đẩy mạnh xu thế này.
Hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định có cần tiêm mũi vaccine thứ ba hay không. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã không cho phép mọi người tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba. Tuy nhiên, có sự đồng thuận ngày càng tăng trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc những người trên 65 tuổi vốn có hệ thống miễn dịch yếu hơn nên được tiêm thêm mũi vaccine. Về phần mình, Pfizer nói rằng mũi tiêm thứ ba làm tăng nồng độ kháng thể trong cơ thể và góp phần hiệu quả hơn trong việc chống lại các biến thể của virus corona, bao gồm cả biến thể Delta. Một số nghiên cứu thì cho thấy việc pha trộn các loại vaccine với nhau có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn so với chỉ tiêm một loại. Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba cho những người trên 60 tuổi kể từ ngày 1 tháng 8. Điều kiện là họ phải hoàn tất hai mũi tiêm từ cách đây ít nhất 5 tháng. Ngược lại, nhiều nhà nghiên cứu và các quan chức y tế nói rằng phần lớn dữ liệu cho thấy việc cần thiết phải tiêm mũi vaccine thứ ba chỉ là sơ bộ. Họ cũng cảnh báo mọi người không cần nghĩ rằng cần tiêm một mũi, nhắc lại để nâng cao khả năng miễn dịch. Dữ liệu hiện tại cho thấy việc tiêm đầy đủ hai mũi vaccine của Pfizer hoặc Moderna cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài và mạnh mẽ, giảm nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong. Johnson & Johnson thì cho biết vaccine của họ có hiệu quả chữa trị 85% đối với những bệnh nhân nặng nhiễm biến thể Delta. Ngoài ra, những người được tiêm phòng có thể tránh được nguy cơ nhập viện hoặc tử vong khi mắc bệnh. Những tranh cãi về đạo đức xung quanh mũi tiêm thứ ba. Bác sĩ Krutika Kubali, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y South Carolina, cho rằng nhiều người đã tiêm vaccine của Johnson & Johnson muốn được tiêm thêm một mũi bởi họ nghĩ hiệu quả của chúng không được như các loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA. Vaccine của Johnson & Johnson là loại chỉ cần tiêm một mũi. Tuy nhiên, bác sĩ Kubali đã từ chối và giải thích rằng chưa có dữ liệu đáng tin cậy chứng minh sự cần thiết của mũi vaccine tăng cường. Ngoài ra, tác dụng phụ của việc tiêm 3 mũi vaccine cũng chưa được biết tới. Chúng tôi muốn làm gì cũng phải dựa trên các bằng chứng khoa học, bác sĩ Kubali cho biết. Với hệ thống tiêm chủng phi tập trung ở Mỹ, một số người dễ dàng có được liều tiêm vaccine thứ 3 nếu họ muốn, dù điều này là không được phép. Quy định chính thức của CDC Mỹ hiện chỉ cho một người được tiêm tối đa 2 mũi Pfizer hoặc Moderna, hay một mũi Johnson & Johnson. Chỉ khi các loại vaccine này được cấp phép chính thức, các bác sĩ có quyền kê thêm thuốc cho bệnh nhân nếu họ thấy cần thiết. Hiện tại, hàng loạt các đơn vị tiêm chủng ở Mỹ cho biết họ không chấp nhận tiêm mũi vaccine, nhắc lại ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để ngăn cản những người cảm thấy họ thực sự cần tiêm thêm một liều vaccine. Trevor Achilles, một thanh niên 27 tuổi là ví dụ. Anh ta cho rằng mình là đối tượng rất dễ nhiễm COVID-19 vì từng được ghép thận. Tuy nhiên, ngay cả khi bác sĩ kê đơn, Achilles cũng rất khó để có được mũi tiêm vaccine thứ ba. Cuối cùng, anh ta đặt được lịch hẹn với một hiệu thuốc địa phương ở nơi mình đang sống để tiêm một mũi Moderna, dù nó không cùng loại với hai liều Pfizer mà anh đã được tiêm trước đó. Việc cố gắng để có được mũi tiêm vaccine thứ ba làm dấy lên câu hỏi về đạo đức. Ngoài việc gian dối, bác sĩ Kubali tin rằng những liều vaccine thừa ở những nước giàu có nên được chuyển tới các nước nghèo để có thể gia tăng số người được tiêm dù chỉ là một mũi. Hiện tại, phần lớn thế giới có tỷ lệ tiêm chủng một con số, với rất nhiều nơi chưa tới 5% dân số được tiêm. Trước khi nói về liều tiêm vaccine thứ ba, chúng ta cần đảm bảo rằng mọi người đều có được ít nhất một liều vaccine, bà Kubali cho biết. Hiện tại, nước Mỹ vẫn đang nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm chủng của người dân. Bên cạnh đó, việc viện trợ vaccine cũng đã được Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, sẽ còn rất lâu nữa thế giới mới có thể phổ cập vaccine chống COVID-19.